Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 48 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái chủ đề Xin nén kể lào rỉnh xung lì u. Xin nén là năm mới. Kể lào rỉnh xung lì u là tặng quà cho người lớn tuổi. Xung lì u là tặng quà. Kể ai đó xong mà làm cái việc gì đó. Ví dụ nha, cây ba bà tà thiên hoa là gọi điện cho bố, cây má mà xẻ xin là viết thư cho mẹ. Ở đây là cây lào rỉnh, cây lào rỉnh xuống liễu, tặng quà cho người lớn tuổi. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc một lần nhé. Er yue qi ri shang wu, Trung Quốc Hà Nam de yi ge luyou gong si gei da shan li de lao ren men song xin nian li wu. Yin wei Trung Quốc xin nian kuai dao le. Ta men gei 199 ge 80 岁以上的老人送了大米、水果和很多吃的。他们去看每个老人，老人们都非常高兴。从2017年开始，这个公司每年都去中国新年的时候，给老人们送礼物，已经四年了。Và sau đây thì xin mời mọi người nghe mình giải thích nội dung chi tiết nhé. 2 月7日上午 vào sáng ngày 7 tháng 2 vào buổi sáng ngày 7 tháng 2 Trung Quốc Hà Nam de yi ge luyou gong si. Yi ge luyou gong si là một công ty du lịch. Trung Quốc Hà Nam de yi ge luyou gong si, một công ty du lịch ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Gei da shan li de lao ren men song xin nian li wu. Hồi nãy mình có là xung lì u là tặng quà, còn xung xin nén lì u là tặng quà Tết, quà năm mới, tức là quà Tết. Rồi đây mình ghép vào nè, cây ta san lì tơ lào rinh minh. Ta san lì tơ lào rinh minh là những người lớn tuổi ở trong núi hoặc là ở trên núi. Xung lì u hoặc là xung xin nén lì u là tặng quà năm mới. Như vậy là một công ty du lịch ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc tặng quà năm mới hoặc là quà Tết cho những cụ già sống ở vùng núi, mình có thể dịch như vậy. Gei da shan li de lao ren song xin nian li wu. Yin wei Trung Quốc xin nian kuai dao le, bởi vì Tết Trung Quốc sắp đến rồi. Tết Trung Quốc đây ta hiểu là Tết truyền thống á, Tết cổ truyền á. Yin wei Trung Quốc xin nian kuai dao le là sắp đến rồi. Kuai cái gì đó là sắp, tức là cái thời gian không còn lâu nữa sẽ diễn ra. Họ men gei 191 ge 80 tuổi 以上的老人送了大米、水果和很多吃的。Như vậy dịch là họ đã, họ men à, đã làm gì nào? Gei 191 ge 80 tuổi 以上的老人rồi 送了大米, như vậy là họ đã tặng cho những cụ già trên 80 tuổi. 80 岁以上là trên 80 tuổi. 80 岁以上的老人là những cụ già trên 80 tuổi. Rồi gì nữa? Xong là ta mì là tặng gạo. Ta mì là cái gạo mình ăn cơm bình thường. Gạo đó gọi là ta mì. Rồi tặng gì nữa? Sủi cùa là trái cây. Hở hình tố chứ ta. Và nhiều cái món đồ ăn khác nữa. Họ men gei 191 ge 80 tuổi 以上的老人送了大米、水果和很多吃的。他们去看每个老人，họ đã đi thăm từng cụ già, từng người già, từng người lớn tuổi. 老人们都非常高兴， các cụ già đều rất là vui mừng.Sống 2017 nén khai sử. Sống một cái mốc thời gian nào đó, khai sử là bắt đầu từ cái thời gian đó.
Sủng ở lĩnh di chi nền khai sự bắt đầu từ năm 2017. Trơ cơ cung sứ là cái công ty này, mày nén tố mỗi năm đều làm gì nào? Trai trung của xin nén tờ sử hồ đều ở vào cái thời gian Tết Trung Quốc, tức là Tết truyền thống. Trai trung của xin nén tờ sử hồ rồi mới làm gì? Kể lào rin mến sung lì u tặng quà cho những người lớn tuổi. Dì chính sư nén là đã là 4 năm rồi, từ 2017 đến 2021 là được 4 năm. Mình đọc lại. Sống ở lĩnh di đi nén khai sử, trơ cơ cung sư mày nén tô chai, trung quốc xí nén tờ sử hô, kể lào rin mến sung lì u, dì chính sư nén là. Và sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng đọc theo mình một lần. 2月7日上午 中国河南的一个旅游公司 给大山里的老人们送新年礼物。 因为中国新年快到了，他们给191个80岁以上的老人送了大米、水果和很多吃的。 他们去看每个老人，老人们都非常高兴。从2017年开始，这个公司每年都在中国新年的时候。 给老人们送礼物已经四年了。 Và sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc nhanh là một lần. Lần này là để cho chúng ta luyện nghe, các bạn có thể không nhìn lên trên cái màn hình nữa mà cứ nghe nhiều lần, nghe thật là thoải mái, không phải suy nghĩ tới nó mà mình vẫn hiểu, thì như vậy là mới thành công được. Bây giờ mọi người nghe mình đọc một lần nhé. 2月7日上午，中国河南的一个旅游公司给大山里的老人们送新年礼物，因为中国新年快到了，他们给191个80岁以上的老人送了大米、水果和很多吃的。 他们去看每个老人， 老人们都非常高兴。从2017年开始， 这个公司每年都在中国新年的时候给老人们送礼物已经四年了。 Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 48 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chúc mọi người học thật là vui và mọi người học thật là kỹ trước khi mình qua phần mới nhé. Nhớ cho thầy một like. Xin cảm ơn mọi người.